Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, áo đỏ lên đây con. Dạ, con chào cha và cùng đoàn ạ. To lên con tên gì? Dạ, con tên là Dương ạ. Con tên là Dương. Dương bao nhiêu tuổi, Dương? Dạ, con 27 tuổi. Ở đâu? Dạ, con ở Tân Phú và Sài Gòn. Ở Sài Gòn, ở Tân Phú. À, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho các bạn trẻ ngày hôm nay? Thưa cha, là con được ơn chữa lành. Đầu tiên là bà nội con, thì bà bị chướng bụng, thì không có đi ra ngoài được. Thì lên bệnh viện thì bác sĩ nói là phải mổ. Khi đó thì con nhắn tin cho cha, và bác sĩ nói là khoảng là 80% là khó có thể mà tỉnh lại được. Thì sau khi con nhắn tin cho cha thì cả nhà con tin tưởng, và sau đó bà con đã khỏe mạnh, không có gì hết. Đó là bà của con, là ơn thứ hai. Dạ, thứ hai là em của con thì bị sốt xuất huyết. Cái đợt đó là sốt lên tới 40 độ. Thì cũng có nguy cơ là bị đột tử. Nhưng mà xong rồi con cũng nhắn tin cho cha. Rồi cha trả lời cho con, rồi xong là mọi chuyện cũng qua luôn ạ. Dạ, còn một ơn của con nữa là con hôm đó là con đi lên đây một mình, con chạy xe máy lên đây. Con bị đau lưng. Khi cha lại cha vỗ cái lưng cho con, con xuống dưới chỗ trước nhà sơ con ngồi gần nửa lễ là xong, là con đứng dậy là con khỏe, con không phải gì hết. Hallelujah. Các bạn vỗ chẳng phải thật to lên giùm tôi coi, vỗ to lên rồi coi. Sao các bạn hà tiện cái vỗ tay vậy hả? Tại sao mình hà tiện cái vỗ tay vậy? Vì như là mẹ Maria đến thăm bảy Save, bảy Save nhảy mừng lên. Đứa bé này trong bụng còn phải nhảy mừng lên. Cho nên trước những cái ơn mà người khác nhận được, mình phải nhảy mừng lên, vui với người vui. Chứ không phải chỉ khi nào mình được ơn mình mới vỗ tay, mình mới nhảy mừng. Còn người khác được ơn, nó được chứ mình có được gì đâu, cầu gần chết mà không có được. Sao Chúa ơi ban cho nó vậy, không biết chắc chó ngáp phải rồi ạ. Không, thấy người ta vui thì mình mừng, thấy người ta mừng thì mình vui, thấy người ta khóc thì mình buồn, thấy người ta buồn thì mình đau. Nó phải là như vậy. Chứ còn các bạn tập đi như mẹ Maria, là lúc nào cũng vui vì thấy người khác được ơn, vui vì mình có Chúa để mình đem Chúa đến cho người khác. Cha gửi tặng cho con có lịch lòng thương xót Chúa nha, dấu điểm tin mừng. Và hôm nay là ngày thứ bảy mà con đã đến với điểm hẹn Giêsu, điểm hẹn lòng thương xót Chúa tại giao điểm tin mừng. Với mẹ cho tặng cho con cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Đêm Noel đi lễ ở đâu? Dạ, đêm Noel thường con đi lễ gần nhà, nhưng mà con sẽ cố gắng sắp xếp lên đây. Nha, dạ. Rồi, cảm ơn con và cảm ơn các bạn. Đêm Noel mời các bạn đến đây với chúng tôi là 6:30 là giờ canh thức mừng Chúa Giáng sinh, với nhạc cảnh do các em thiếu nhi và ca đoàn Faustina phụ trách. Đến 7:30 chúng tôi dâng thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Rồi sau thánh lễ, trước khi ban phép lành thì có ông già Noel, có cô Noel, rồi có nhiều Noel hiện đến và phát quà cho các em thiếu nhi. Mời anh chị em đưa các em thiếu nhi đến đây để lãnh quà Noel của ông già Noel. Đi ông lại yếu nữa rồi, đi không? Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Tờ bé lên đây con.